Te mueves tan sexy, estás metiéndote en problemas, mirándome así. ¿Y tú cómo estás? Sau Adia Gudjonsson, có lẽ anh chính là cầu thủ Iceland hiếm hoi thành danh tại giải ngoại hạng Anh. Gylfi Thor Sigurdsson sinh ngày 8 tháng 9 năm 1989 tại Reykjavik, thủ đô Iceland. Anh bắt đầu sự nghiệp vào năm 2008 ngay tại nước Anh cho đến nay. Bắt đầu bằng việc thi đấu cho Reading, anh đã chơi rất tốt khi có 42 lần ra sân và ghi được 19 bàn thắng. Mùa giải 2009-2010, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của Reading. Sau hai mùa giải được Shrewsbury Town và Crew Alexandra mượn, Sigurdsson đã chuyển sang Đức thi đấu cho Hoffenheim trong 2 năm, từ năm 2010 đến 2012. Một lần nữa, anh được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất của câu lạc bộ vào năm 2012. Sau đó, tiền vệ tài năng người Iceland quay về nước Anh chơi cho Tottenham Hotspur. Cầu thủ mang áo số 22 đã ra sân 58 lần và ghi được 8 bàn thắng. Năm 2013, anh chuyển đến Swansea như một phần trong thương vụ trao đổi hậu vệ Ben Davies. Tại câu lạc bộ xứ Wales, Gylfi Sigurdsson được xem là một trong những tiền vệ tấn công hay nhất Premier League với khả năng kiến tạo, dẫn dắt lối chơi và đặc sản là những pha sút phạt đỉnh cao. Trong mùa hè vừa qua, anh trở thành cầu thủ đắt giá nhất lịch sử câu lạc bộ Everton khi đội bóng thành phố cảng Liverpool phải chi đến 45 triệu bảng. Đến câu lạc bộ mới, anh vẫn đang khẳng định giá trị và tài năng của mình. Hôm nay là sinh nhật tròn 28 tuổi của Gylfi Sigurdsson. Sigurdsson and he scored. What a wonderful free kick from Gylfi Sigurdsson. Well, that is amazing. There was nothing Sami Handanovic could do. Nunca termina, yeah. Ya no hay quien te pare, tú te mandas sola. Demasiado salvaje, yo que no veo la hora. Detenerte toda, detenerte toda. Que si me enamoro, tú también te enamoras. Chơi cùng vị trí và sở hữu tài năng tương tự Sigurdsson, tiền vệ con thoi của đội tuyển Bồ Đào Nha, João Felipe Irina Santos Moutinho, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1986 tại Portimão. Khi còn đang là một cậu học sinh tiểu học, Moutinho đã là cầu thủ sáng giá của câu lạc bộ thành phố Portimonense. Lên 13 tuổi, anh đã được Sporting Lisbon ký hợp đồng chuyên nghiệp để đưa về trung tâm đào tạo. Cái nôi đã sản sinh ra những thiên tài của bóng đá nước nhà như Cristiano Ronaldo, Luis Nani hay Ricardo Quaresma. Trong mùa giải 2004-2005, khi mới 17 tuổi, Moutinho đã được gọi lên đội 1, sát cánh cùng với hai người bạn thân là Miguel Veloso và Luis Nani. Tài năng vượt trội đã mang lại cho anh những thăng tiến đáng kể trong sự nghiệp. Chỉ sau một năm, João Moutinho đã được góp mặt tại đội tuyển Bồ Đào Nha. Với những màn trình diễn siêu hạng, anh có thể chơi tất cả mọi vị trí trong hàng tiền vệ. Mùa 2006-2007, anh được chỉ định làm đội trưởng của Sporting khi chỉ mới 19 tuổi, người trẻ thứ hai trong lịch sử có được vinh dự này, sau huyền thoại, người đồng sáng lập đội bóng Francisco Strom. Moutinho hiểu rằng mình cần phải chăm chỉ hơn, lắng nghe và học hỏi nhiều hơn. Năm 2010, anh trở thành tiền vệ trung tâm hot nhất Bồ Đào Nha khi được Porto chiêu mộ với giá 11 triệu euro. Anh là cầu thủ người Bồ Đào Nha duy nhất đá đủ 50 trận đấu của Porto ngay trong mùa đầu tiên. Trong 3 năm chơi bóng tại đây, anh đều giúp câu lạc bộ 3 lần liên tiếp vô địch quốc gia. Hè năm 2013, Moutinho rời Bồ Đào Nha đến phục vụ cho câu lạc bộ đầy tham vọng AS Monaco. Anh kết hợp với James Rodriguez tạo thành cặp tiền vệ đáng mơ ước của bất kỳ huấn luyện viên nào. Hai người chơi với nhau rất ăn ý, tuy nhiên vẫn không thể giúp Monaco phá vỡ được thế độc tôn của PSG.
Cho đến nay, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 4 mùa bóng. Cho đến nay, tiền vệ người Bồ Đào Nha đã có 4 mùa bóng tại Monaco. Chơi cho tuyển Bồ Đào Nha từ năm 2005 cho đến nay, trong suốt 12 năm qua, João Moutinho luôn là sự lựa chọn đáng tin cậy nơi hàng tiền vệ. Anh đã cùng đội tuyển tham dự 3 kỳ World Cup 2006, 2010, 2014 và 3 kỳ Euro 2008, 2012 và đỉnh cao là chức vô địch châu Âu năm 2016. Anh đã thi đấu tổng cộng 104 trận cho Brazil châu Âu. Chúc mừng sinh nhật 31 tuổi của João Moutinho. Carlos Arturo Bacca Ahumada sinh ngày 8 tháng 9 năm 1986 tại Puerto Colombia, một thị trấn ven biển thuộc Barranquilla. Sinh ra trong một gia đình tôn giáo cực đoan, theo đức tính Cơ Đốc giáo. Điều này lý giải vì sao mỗi lần ghi bàn, Carlos Bacca đều chỉ tay lên trời và cảm ơn Chúa. Anh luôn muốn tặng những bàn thắng tuyệt vời đó cho Ngài. Trong cả cuộc đời chơi bóng, ước mơ lớn nhất của Bacca là sang Ý chơi bóng để có thể được gần Đức Giáo Hoàng. Carlos Bacca bắt đầu sự nghiệp của mình với Atlético Juniors vào năm 2006. Vì hoàn cảnh khó khăn và không thường xuyên được đá chính, anh phải làm thêm một nghề phụ là tài xế xe bus. Năm 2007, anh được câu lạc bộ thành phố Barranquilla mượn nên đã có cơ hội ra sân nhiều hơn với 27 trận đấu và ghi được 12 bàn. Sau một năm, anh gia nhập câu lạc bộ Minervan của Venezuela và trở thành chân sút hàng đầu của câu lạc bộ này với 12 bàn sau 29 trận. Trở về lại Barranquilla sau một năm cho mượn, Bacca trở thành vua phá lưới giải quốc gia Colombia. Anh thậm chí còn có hai lần liên tiếp nhận danh hiệu vua phá lưới, đóng góp cực lớn vào hai chiếc vô địch liên tiếp của câu lạc bộ. Năm 2012, tài năng của Bacca đã giúp anh sang châu Âu chơi bóng cho câu lạc bộ của Bỉ, Club Brugge. Mùa giải 2012-2013, anh trở thành chân sút hàng đầu tại giải quốc gia Bỉ và được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất năm của bóng đá Bỉ. Hè năm 2013, Bacca trở nên cực kỳ nổi tiếng khi chuyển đến Sevilla. Anh góp công lớn trong chiếc vô địch Europa League ngay mùa đầu tiên đến Tây Ban Nha, cùng với phong độ ghi bàn đáng nể tại La Liga. Trong lễ trao giải của La Liga, anh đã được bình chọn là cầu thủ Nam Mỹ xuất sắc nhất năm, vượt qua hai đối thủ nặng ký là Angel Di Maria của Real Madrid và Neymar của Barca. Năm 2014, Bacca tiếp tục chơi những mùa giải thăng hoa nhất của mình khi giúp câu lạc bộ giữ vững ngôi vương tại Europa League. Hè năm 2015, anh chuyển sang AC Milan. Mặc dù vẫn là một trong những cây săn bàn số 1 của đội bóng, nhưng một mình Bacca không thể kéo Milan đi lên từ vũng lầy phong độ. Anh đến Villarreal thi đấu theo dạng cho mượn từ đầu mùa bóng năm nay. Được giới thiệu tại đội tuyển Colombia từ năm 2010, Carlos Bacca đã cùng với các đồng đội vào đến bán kết World Cup 2014, một giải đấu vô cùng thành công của họ. Anh nổi tiếng với tốc độ, sức mạnh, độc lập tác chiến và kỹ năng dứt điểm toàn diện, hoàn hảo của một tiền đạo hiện đại. Trước khung thành, anh là một cây săn bàn cực kỳ bình tĩnh và lạnh lùng. Dưới sự dẫn dắt của Unai Emery tại Sevilla, Bacca ngày một hoàn thiện kỹ năng và lối chơi của mình. Anh chăm chỉ học hỏi, mài dũa để trở thành một trong những sát thủ hàng đầu của bóng đá châu Âu. Hôm nay, Carlos Bacca chính thức bước sang tuổi 31. Thank you.
huyền thoại của bóng đá xứ Wales, biểu tượng bất tử của giải Ngoại hạng Anh, Gary Andrew Speed, sinh ngày 8 tháng 9 năm 1969 tại Mancroft, xứ Wales. Tại giải Ngoại hạng Anh, Gary Speed đã giữ kỷ lục thi đấu 535 trận cho đến năm 2009. Anh thuộc lứa những cầu thủ đầu tiên của Premier League kể từ khi giải đấu này mang tên mới vào năm 93. Gary trưởng thành từ lò đào tạo của Leeds United. Ông có trận ra mắt chính thức vào năm 19 tuổi và là một thành viên của đội bóng giành chức vô địch quốc gia Anh vào năm 1992, trước thời điểm Premier League khai sinh. Gary Speed rời khỏi sân Elland Road vào năm 96 trước khi đá cho nhiều đội bóng khác nhau tại Premier League như Everton từ năm 96 đến 98, Newcastle United 98 đến 2004, Bolton Wanderers 2004 đến 2008. Sau đó, ông xuống giải hạng nhất cùng với Sheffield United 2008 đến 2010. Năm 2010, ông giải nghệ và chuyển sang công tác huấn luyện tại đội tuyển xứ Wales. Năm 1996, Gary Speed chia tay Leeds sau 312 trận để đầu quân cho Everton. Ngay khi vừa sang, ông đã được tin tưởng trao chiếc băng thủ quân. Năm 2004, Gary Speed là thành viên của Bolton, nơi ông trở thành cầu thủ đầu tiên trong lịch sử đạt cột mốc 500 trận đấu tại giải Ngoại hạng Anh. Sau đó 3 năm, với pha làm bàn vào lưới của Reading, Gary Speed tiếp tục trở thành cầu thủ đầu tiên ghi bàn trong mọi mùa giải của Premier League. Năm 2008, ông chuyển sang chơi cho Sheffield United một mùa trước khi giải nghệ. Được gọi vào đội tuyển xứ Wales năm 20 tuổi, Gary đã có tổng cộng 85 lần khoác áo đội tuyển quốc gia, ghi 6 bàn thắng và 44 trận đeo băng đội trưởng. Ông chia tay xứ Wales vào năm 2004. Năm 2010, trở thành huấn luyện viên trưởng đội tuyển nước này để thay thế John Tosak. Ngày 27 tháng 11 năm 2011, làng bóng đá Anh rúng động khi hay tin Gary Speed qua đời tại nhà riêng. Vào lúc 7 giờ 8 phút, cảnh sát Yorkshire đã có mặt tại Huntington. Huyền thoại này được phát hiện trong tư thế treo cổ tại nhà riêng, hưởng dương 42 tuổi. Cái chết của Gary Speed vẫn chưa rõ nguyên nhân vì sao. Ông không hề có dấu hiệu tâm thần, mất kiểm soát, trầm cảm hay bất cứ biểu hiện gì, nên đó mới là lý do thực sự khiến cả thế giới bàng hoàng. Ngày 8 tháng 9 năm 2011, Juventus khai trương sân nhà mới bằng trận giao hữu với đội bóng đang chơi tại giải hạng 3 nước Anh, North County. Juventus Arena là sân nhà thứ 3 của Bianconeri sau Olympico từ năm 33 đến năm 90 và giai đoạn từ năm 2006 đến 2011. Stadio delle Alpi từ năm 1990 đến 2006. Juventus Arena được xây dựng trong hơn 2 năm rưỡi với kinh phí 120 triệu euro. Để đánh dấu sự kiện đặc biệt này, câu lạc bộ thành Turin đã mời North County đến đá giao hữu. Không phải ngẫu nhiên mà Juve lại mời một câu lạc bộ ở tận giải hạng 3 nước Anh. Lý do là North County đã đánh dấu một phần rất lớn trong lịch sử hình thành văn hóa của Juventus. Năm 1903, đội bóng nước Ý lúc đó chọn màu áo hồng là màu áo sân nhà, màu đặc trưng của đội bóng. Trong khi đang loay hoay để tìm một màu áo mới thì một thành viên của câu lạc bộ, John Savage, đã liên lạc với một người bạn của ông tại nước Anh. Sau đó, người bạn kia đã thiết kế và gửi sang Ý những chiếc áo thi đấu sơ mi được in màu sọc trắng đen, giống như màu áo lúc đó của câu lạc bộ North County. Từ đó cho đến nay, sau 114 năm, màu áo sọc trắng đen đã trở thành một màu áo độc quyền, mang tính biểu tượng và là văn hóa của Juventus. Phút 53, Luca Toni đã mở tỷ số trận đấu đặc biệt này, nhưng khi chỉ còn 3 phút nữa là hết giờ, Lee Hughes đã gỡ hòa một đều. Quả nhiên, Juventus Arena thật sự là nơi mang lại nhiều may mắn cho Juve. Họ đã vô địch ngay mùa giải đó, chiếc Scudetto đầu tiên kể từ năm 2003. Nếu thích video này cũng như câu chuyện thú vị giữa Juventus và câu lạc bộ North County, đừng quên bấm like và subscribe để theo dõi kênh. Bạn sẽ nhận được ngay thông báo mới nhất đến thiết bị xem YouTube của mình mỗi khi bongda.com.vn up video lên. Cũng chúc mừng những bạn có sinh nhật vào ngày hôm nay.
Chúc cả nhà những ngày nghỉ cuối tuần thật thoải mái và nhiều niềm vui. Xin chào và hẹn gặp lại trong các video tiếp theo.